Xin Chào tất cả khán giả đang theo dõi kênh Tài chính và Kinh doanh. Ở đây thì à, tôi có một cái comment ở trên à, à, chương trình à, đi theo dòng tiền này của một bạn là Thái Trần có comment rằng là có khi nào Trung Quốc sẽ tung gói cứu trợ kinh tế làm ngược lại với Mỹ không hay không? Và comment ở trong cái chương trình là lạm phát Mỹ giảm và phép dừng tăng lãi suất. Với cái comment này thì chúng ta sẽ thấy rằng là à câu chuyện chúng ta quá chú tâm vào Mỹ mà chúng ta bỏ qua trung quốc thì uh, nó có thể khiến chúng ta thiếu các thông tin Này, vì thế chủ đề của chúng tôi ngày hôm nay nó liên quan đến trung quốc và chủ đề là trung quốc mở cửa và nỗi lo giảm phát Này, câu chuyện uh, đặt ra là nhiều bạn cũng nói rằng là mỹ thì liên quan đến việt nam thế bây giờ tôi cũng uh, nghĩ rằng là sẽ có những cái comment nói rằng là liệu trung quốc thì liên quan đến việt nam <laughs> thế thì liên quan hay không thì uh, uh, chúng ta sẽ xem ở trong chương trình và tôi và anh Minh Tuấn sẽ cùng nhau chia sẻ về với, với những cái số liệu cụ thể. Thế còn bây giờ thì xin mời các bạn theo dõi một đoạn phóng sự ngắn. Chương trình đào tạo CGBA phân tích tài chính và kinh doanh toàn cầu trực tiếp đào tạo bởi giảng viên Long Phan. Học viên sẽ thực hành các phương pháp phân tích tài chính và kinh doanh đối với các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam giữa lúc các ngân hàng trung ương phương Tây tiếp tục chống lạm phát để ứng phó với tình trạng lạm phát cao dài dòng. Trung Quốc đối mặt với mối rủi ro ngày càng lớn của một vấn đề hoàn toàn ngược lại, giảm phát. Chỉ số giá nhà sản xuất của Trung Quốc trong tháng 5 giảm so với cùng kỳ năm ngoái với tốc độ mạnh nhất trong 7 năm, trong khi chỉ số giá tiêu dùng hầu như không thay đổi. Xuất khẩu của Trung Quốc đã giảm trong tháng 5 so với cùng kỳ năm 2022, đánh dấu tháng giảm đầu tiên trong 3 tháng. Các cuộc khảo sát kinh doanh cũng cho thấy hoạt động của nhà máy giảm trong tháng 5 và hoạt động của ngành dịch vụ suy yếu. Chưa kể hơn một phần năm lao động trẻ Trung Quốc đang trong tình trạng thất nghiệp. Điều này trái ngược với những kỳ vọng của các nhà phân tích khi Trung Quốc vốn được kỳ vọng giữ vai trò đầu tàu tăng trưởng toàn cầu trong năm nay. Sau khi Bắc Kinh từ bỏ các biện pháp kiểm soát Covid hà khóc vào cuối năm 2022, vậy liệu Trung Quốc giảm phát sẽ có ảnh hưởng gì đến Việt Nam và thế giới hay không? Hãy cùng lắng nghe phân tích của chúng tôi ngay sau đây vâng thưa các bạn mỹ thì liên quan gì đến Việt Nam Trung Quốc thì liên quan gì đến Việt Nam thì chúng ta cần phải dựa trên dữ liệu cụ thể với đây là hai đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam vâng. đúng không Anh Tuấn đúng rồi. Anh có thể chia sẻ gì về điều này không ạ? Thì ra thì, nếu mà nói về Trung Quốc thì tôi có thể nói cả ngày tại vì tôi học tiếng Trung Anh Long ạ. Thế là bây giờ sang Trung Quốc là không bị lạc hỏi đường được coi như là vẫn biết là mặc cả đấy là cái điểm đầu tiên à, tuy nhiên thì có một cái điểm tại tại sao tôi ngày xưa tôi học tiếng Trung tại vì à, tôi nghĩ rằng là sau khi mà cái lứa của mình ấy, biết tiếng Anh ấy, thì cái khả năng của chúng ta đi ra thế giới ấy, nó cũng à, đâu đó tôi nghĩ được khoảng à, 10% không anh những cái nước nói tiếng Anh 10-20% và nếu như mà chúng ta biết thêm tiếng Trung thì tôi nghĩ là phải khả năng giao tiếp lên đến khoảng 50% phần ừ, trăm biết tiếng anh tiếng trung khi đi toàn thế giới <laughs> vâng để chia sẻ vui như vậy để chúng ta thấy rằng là cái vai trò của trung quốc nó ra là rất là lớn ở góc độ của tôi thì tôi hay nhìn vào cái con số xuất nhập khẩu tại vì cái con số xuất nhập khẩu nó sẽ thể hiện rất là rõ một cái sự tương tác giữa một quốc gia đối với cả các quốc gia còn lại và chúng ta sẽ nhìn thấy ở đây ở đây thì tôi sẽ dùng chúng ta đang có số nhưng mà cái cái này chúng ta cần phải rất là thống nhất với nhau đây là con số gọi là chính ngạch tức ừ. là những cái con số mà có uh, gọi là ghi, ghi chép lại một cách đàng hoàng thế còn nếu mà những cái con số qua đường tiểu ngạch nữa thì nó còn rất là lớn uh, uh, anh long có thể nhìn thấy ở góc độ nhập khẩu chúng ta nhập khẩu rất là lớn từ trung quốc và để làm gì và để chúng ta sản xuất và chúng ta xuất khẩu sang một cái thị trường rất là lớn ở bên kia đó là Mỹ. Thế còn chúng ta xuất khẩu sang Trung Quốc thì cái tỷ lệ nó rất là thấp. Như vậy là các cái nguyên liệu đầu vào của chúng ta rất là phụ thuộc vào cái thị trường ở chúng ta nhập khẩu rất là lớn từ Trung Quốc. Và đây hai đối tác lớn nhất của chúng ta là xếp ừ. đầu tiên này Trung ừ. Quốc và Mỹ và. đúng không ạ? Bên này là nhập khẩu, bên này là xuất khẩu. Tôi sẽ đọc con số vì con số này là khá nhỏ cho mọi người. Về phía nhập khẩu thì chúng ta nhập khẩu từ Trung Quốc là 117,87 tỷ đô. Bà. Xuất khẩu sang Trung Quốc là 57,7 tỷ đô. Thế còn Mỹ, chúng ta nhập khẩu từ Mỹ có 14,47 tỷ thôi. và Nhưng mà xuất khẩu sang Mỹ thì tận 109,39 tỷ đô. Đây là những cái con số mà tôi có thể chia sẻ với mọi người. Cái việc xuất nhập khẩu này nó sẽ tác động đến một thứ vô cùng quan trọng đó chính là tỷ giá tôi vẫn còn nhớ rằng là nếu như mà nếu ai mà quan tâm đến thị trường ngoại hối vào năm 2016 sẽ nhớ một cái việc rất là lớn đó là trung quốc đã chủ động hoàn toàn trong cái việc là hạ giá nhân dân tệ và sau đó thì nó sẽ có tác động rất là lớn đến thị trường việt nam sau đó thì tôi nhớ rằng là đồng việt nam cũng sẽ cũng bị theo cái làn sóng tại vì nếu chúng ta không hạ giá mà trung quốc hạ giá thì cái thị trường xuất nhập khẩu của chúng ta bị co hẹp và khi mà tỷ giá nhảy múa thì ngay lập tức lãi suất nó sẽ phải bù vào cái này nếu mà ai mà có một cái cơ bản về các phân tích vĩ mô sẽ nhìn thấy rằng là tỷ giá và lãi suất nó là hai mặt của của một vấn đề À, và như vậy mà khi lãi suất thay đổi thì chúng ta sẽ nhìn thấy à, gần đây thì à, chắc là kênh tài chính kinh doanh cũng chia sẻ rất là nhiều chúng ta đã nhìn thấy một cái mối quan hệ rất là rõ ràng giữa lãi suất cũng như là các cái tài sản đầu tư rồi à, chính vì vậy tại sao đưa trung quốc trở thành một cái vấn đề để chúng ta cùng à, theo dõi là tôi muốn nhìn một cách hệ thống từ cái vấn đề xuất nhập khẩu liên quan đến vấn đề tỷ giá cũng như là vấn đề lãi suất tại vì à, mọi người thường khi mà không có một cái à, cơ bản về phân tích vĩ mô thì mọi người sẽ thấy rằng là, ơ, tại sao tất cả các nước đang mở rộng tài khóa mà nới lỏng tiền tệ thì một số quốc gia thì lại thắt chặt? Chúng ta cần phải hiểu rằng là nới rộng hay là thắt chặt ấy nó không quan trọng, tại vì nó chỉ là cái công cụ mà cái quan trọng nhất của một quốc gia đó chính là họ kiểm soát được hai yếu tố thôi, một là GDP, hai là lạm phát của quốc gia đó trong cái quá trình họ đang phát triển. Chúng ta cũng nhìn thấy ngay biểu hiện là ngày hôm nay Anh Long, chúng ta đều nhìn thấy rằng là lãi suất trên thị trường liên ngân hàng 1,75 ừ. hạ lãi suất điều hành và chúng ta nhìn thấy rằng là chúng ta chuẩn bị có cái số GDP của quý 2 chuẩn bị công bố ừ. và như vậy chúng ta quan trọng điều gì chúng ta phải quan trọng nhất là những cái lãi suất nó có thể hỗ trợ nền kinh tế tăng trưởng hay không? Vâng, quay trở lại chủ đề Trung Quốc, chủ đề của chúng tôi là Trung Quốc và giảm phát. Và chúng ta có lạm phát thì bây giờ chúng ta có giảm phát. Thế nào là giảm phát anh Tuấn? Thực ra thì thông thường ở trên thị trường đang có một cái hiểu nhầm về lạm phát và giảm phát thực ra thì nếu mà để nói um, nhanh thì chúng ta phải thống nhất với nhau như thế này chúng ta phải hiểu giữa giá một loại hàng hóa và giá của một rổ hàng hóa tại vì khi chúng ta không phân biệt được điều đó thì chúng ta hay nói rằng là em đi ăn phở phở 50 000 lên 60 000 nhưng mà lạm phát thì vẫn giảm đấy thì các anh giải thích như thế nào em không tin với cái chỉ số đấy thì đầu tiên thì chúng ta phải hiểu là phở của các bạn là một loại hàng hóa và nó trong một cái rổ mà cái rổ của Việt Nam đâu đó khoảng 700 loại mặt hàng đấy là cái điểm đầu tiên họ đo cái rổ đó thì họ ra một cái chỉ số, người ta gọi là chỉ số giá. Và họ sẽ có một năm tính là 100 và năm sau người ta đo lại cái chỉ số giá số lượng y hệt như vậy. Nhưng mà cái giá nó tăng giảm hay không thì người ta gọi là ví dụ như chúng ta hàng hóa tiêu dùng thì người ta gọi là CPI. Thế còn nếu mà chỉ giá nhà sản xuất thì người ta gọi là PPI, được không ạ? Nó rất đơn giản như vậy thôi, tức là giá của một rổ hàng hóa. Thế còn nếu như mà CPI mà tăng, đấy lấy cái số năm nay trừ đi số năm trước mà tăng thì người ta gọi là lạm phát. Đấy còn nếu mà như nó nhỏ hơn không thì người ta gọi là giảm phát, à. đấy, rất là đơn giản như vậy. Đó. Mà đây chúng ta đang quan tâm đó là chỉ số PPI, tức là Price, uh, Producer Price Index, nó vâng. tức là chỉ số mà nhà sản xuất đấy, giá vâng. của nhà giá như là giá của cái người sản xuất chứ không phải giá của người đi mua. Vâng. đúng không? của Trung Quốc là đang giảm mạnh. Và vâng. giá vâng. sản xuất của Trung Quốc giảm mạnh nhất trong 7 năm khi vấn đề giảm phát đè nặng lên nền kinh tế. Thế thì uh, bây giờ một câu hỏi rất là đơn giản thôi ạ. Tại sao tự nhiên là cái giá của nhà sản xuất lại giảm anh Long nhỉ? Cái này hỏi luôn khán giả được không? Vâng, chắc là tôi phải hỏi khán giả. Theo các bạn tại sao uh, tôi đang sản xuất, tôi đang bán được 20.000 bây giờ tôi phải hạ xuống còn 15.000 ừ. đúng không ạ? Thì nó sẽ thể hiện một cái vấn đề uh, rất là quan trọng trong kinh tế học, đó là cái cái lực mua hoặc là cái đường cầu hay một cái khái quát lên của cả nền kinh tế người ta gọi là tổng cầu. Tức là tổng cầu của nền kinh tế đối với một mức giá nó bị suy giảm. Ở đây thì cái này thì uh, uh, tôi mạnh dạn lại đưa một mô hình uh, kinh tế học vĩ mô lên anh Long tại vì lần trước khi mà chúng ta đã phân tích thì mọi người cũng có vẻ rất là không phản đối nó bị có hàn lâm. Giả sử một uh, nền kinh tế, nó đây là đường tổng cầu và đường tổng cung nó đang cắt nhau ở đây. Và khi mà cái đồng tổng cầu nó suy giảm thì cả cái đường nó kéo nhau về đây. Thế thì anh Long sẽ nhìn thấy ở đây chúng ta có hai trục, đây là mức giá chung và đây là sản lượng. Và như vậy sản lượng của nền kinh tế nó đi xuống. Có nghĩa là GDP nó sẽ bị giả, giảm và cũng mức giá chung nó sẽ bị sụt giảm tương ứng như vậy khi mà giảm phát tức là uh, cái mức giá nó giảm xuống tại vì tổng cầu nó suy yếu ừ. và như vậy chúng ta đều thấy rằng là chúng ta đã thường xuyên lo sợ lạm phát đó nhưng mà thực sự ra là ở nếu mà kinh tế vĩ mô thì cái việc giảm phát này nó còn nguy hiểm hơn rất là nhiều đúng rồi bởi vì, vì uh, nếu như lạm phát ở cái mức kiểm soát thì nó sẽ là một cái chất xúc tác để kích thích Đúng kinh tế tăng trưởng đúng không ạ chính xác đấy để trong khi đó nhu cầu yếu là cái mà chúng ta đang phải đối mặt chúng ta ở đây là câu chuyện chúng ta đang nói về trung quốc nhưng mà ngay cả việt nam chúng ta đang phải đối mặt điều này chúng ta đang thấy rằng là có cái sự đồng điệu rất lớn giữa cái tình hình kinh tế vĩ mô của trung quốc và việt nam chứ như vậy chúng tôi lấy cái trường hợp của trung quốc ra để chúng ta cũng có thể sáng tỏ một số điều chúng ta đều nhận thấy rằng là khi tôi và anh long nói về thị trường bất động sản trung quốc ba lần danh đỏ khi đó thị trường việt nam mới bắt đầu cũng có vấn đề đúng không ạ và bây giờ thì Trung Quốc nếu như là họ cũng đi trước chúng ta trong cái việc đặt cái chỉ tiêu GDP chỉ tiêu của Trung Quốc GDP năm vừa rồi là họ đặt có năm phần trăm và năm nay thì họ đang tích cực kích cầu rất là mạnh mẽ ở đây thì tôi chia sẻ một số các cái nguyên nhân cũng như là ảnh hưởng của giảm phát thế thì lạm phát thì là một vấn đề mà chúng ta thường xuyên nói tuy nhiên giảm phát thì cũng khá là nguy hiểm người dân thì có xu hướng giữ tiền mặt nhiều hơn này họ sẽ không đầu tư ra tiền mặt do là tiền mặt có giá trị hơn quan trọng nhất của một cái nền kinh tế đó là họ giảm vay mượn để tiêu dùng trong cái nền kinh tế hiện đại thì chúng ta đều biết rằng là muốn tăng cung tiền hay là cái vòng quay của nền kinh tế nó nhanh thì chúng ta rất là mong muốn là mọi người đều tăng cái tiêu dùng này lên như vậy là doanh thu của các cái doanh nghiệp thì đều có suy giảm mà nếu mà doanh thu của doanh nghiệp suy giảm thì chúng ta là người lao động lương sẽ bị giảm thất nghiệp tăng, tăng và cái vấn đề tất cả mọi người đều lo lắng cuối cùng đó chính là suy thoái nó sẽ thực sự là đến à. thì đây chính là cái vấn đề. Ở đây thì uh, chúng ta sẽ xem rất là rõ khi mà nhìn uh, cái cái chuỗi như vậy thì chúng ta sẽ nhìn thấy rằng là đặc biệt là những cái người trẻ thất nghiệp tại Trung Quốc ấy, trong cái giai đoạn vừa rồi là tăng vọt. Cái tỷ lệ ở đây tôi có thể nhìn thấy rằng là bắt đầu từ tháng 1 năm 2023 cái tỷ lệ đâu đó nó chỉ khoảng 17,3 thì bây giờ nó lên đến khoảng 20,4% người trẻ uh, có cái, cái cái gọi là không tìm được việc làm. Đấy là vấn đề, đúng vâng. không? Vì chúng ta biết là cơ cấu của dân số của Trung Quốc đang gặp rất nhiều vấn đề và họ buộc phải thay đổi cái chính sách về vâng. dân số. Nó cũng là cái bài học cho Việt Nam khi mà chúng ta có một cái sự tương đồng và chúng ta thường đi sau họ. Vâng. Ở đây thì uh, nó sẽ có hai góc nhìn, uh, góc nhìn tính nếu mà tôi đứng từ phía các quốc gia đang uh, quốc gia phát triển thì nếu như hàng hóa Trung Quốc rẻ hơn này, tôi nhập khẩu được uh, từ hàng hóa Trung Quốc rẻ hơn thì uh, ví dụ như là tôi là mỹ hoặc châu âu thì tôi sẽ được giảm lạm phát nhưng mà rất tiếc anh long ạ chúng ta không phải là mỹ và châu âu chúng ta là việt nam và chúng ừ. ta đừng quên nếu mà hàng hóa trung quốc rẻ hơn thì hàng hóa chúng ta sản xuất ở việt nam nó sẽ đối diện với một cái vấn đề cạnh tranh vô cùng lớn Nhờ, chúng ta sẽ có một cái sức cạnh tranh yếu hơn khi và. mà hàng hóa trung quốc giảm thế nhưng mà chúng ta nhìn lại con số đi thì chúng ta cũng nhập khẩu từ trung quốc rất lớn và. Thì cũng sẽ là một cái điểm mà tức là hai mặt đúng và. không mặt. tích cực, tí cực và tiêu cực ở đây thì um, đây là một cái mô hình mà uh, để ra được cái mô hình này thì chúng tôi có rất là nhiều các cái dữ liệu để chúng tôi có thể uh, diễn tả lại trước cái quá trình uh, vừa rồi. Thứ nhất là quan trọng nhất ý, đó là sau một cái thời gian rất là dài bị phong tỏa uh, COVID thì người dân của Trung Quốc uh, họ cũng bị suy yếu về cái uh, gọi là tiền trong dân nó bị suy yếu. Họ cắt giảm chi tiêu nó thể hiện qua những cái chỉ số như là họ nợ ít hơn và họ không uh, cái niềm tin của người tiêu dùng nó cũng giảm và nó sẽ dẫn đến là các cái nhà máy trong nước phải giảm giá hàng hóa do nhu cầu yếu như vậy là nhu cầu sản xuất là thấp và như vậy là tỷ lệ thất nghiệp chúng ta đã vừa nói rồi ở đây người dân cắt giảm chi tiêu thì tổng cầu suy giảm và có một cái số thứ ba thì khá là giống với cả thị trường Việt Nam Anh Long có thể nhìn thấy ở đây đó là thị trường bất động sản tiếp tục đóng băng đầu tư vào bất động sản tại Trung Quốc tiếp tục giảm trong 2023 và cái cuối cùng nữa họ cũng có những cái vấn đề đối với, uh, giống như Việt Nam đó là cái tổng cầu uh, đối với thế giới trong cái việc xuất khẩu họ cũng sẽ suy giảm các quốc gia trên thế giới tiếp tục uh, thắt chặt uh, chính sách tiền tệ uh, xuất khẩu của Trung Quốc giảm và dòng vốn cũng bắt đầu rút ra khỏi những cái quốc gia uh, đang phát triển như là Trung Quốc ở đây thì tổng cầu suy giảm thì cuối cùng tất uh, tất cả tác động sẽ là Trung Quốc sẽ bị giảm phát à, chúng ta nhìn vào một cái bức tranh tổng thể như thế này chúng tôi có một loạt các cái dữ liệu kèm theo Đấy, nhưng mà chúng ta nhìn bên kia tiêu dùng kém đi, doanh thu bán lẻ giảm, và bất động sản rất nhiều các cái chính sách được hỗ trợ nhưng một loạt các, các công ty bất động sản đang niêm yết có nguy cơ là sẽ phải hủy niêm yết, đúng không? Ừ. Chúng ta sẽ đi qua một lượt các một số các cái nội dung. Vâng, cái này là các cái chỉ số đều sụt giảm này. Ở đây ở đây thì rất là rõ là cái chỉ số giảm phát thì ban nãy tôi có nói đấy anh Long là ừ. nếu mà nó dưới không thì nó sẽ là giảm phát và chỉ số gọi là CPI thì nó đang tiệm cận ở mức 0, tức là hai cái chỉ số một bên về bên người tiêu dùng tức là giá không tăng nữa. À. Đấy còn người nhà sản xuất thì giá thậm chí là còn giảm âm 4,6% rồi vào cho tháng 5 hai 2023. ở Ở đây thì có một cái sơ đồ rất là kỹ nói về cái chỉ số CPI, PPI để nếu bạn nào quan tâm thì chúng ta có thể theo dõi thêm. Tuy nhiên thì chúng ta muốn ở đây thì chúng ta muốn nói rất là rõ rằng là giảm phát nó sẽ là một cái yếu tố đầu vào cho các cái chính sách tiền tệ và chính sách tài khoá của trung quốc nó cũng sẽ tương tự như việt nam mọi người sẽ hỏi rằng là tại sao các cái chính sách tiền tệ của việt nam nó lại khác với mỹ và ở góc nhìn của tôi thì mọi người đang có cảm giác là chỉ chờ mỹ ra tin dừng lãi suất một phát là chúng ta hạ lãi suất ngay tức là nó rất là quyết liệt vì sao vì những cái chỉ số kinh tế vĩ mô mang tính chất xác nhận như là lạm phát và gdp là vô cùng quan trọng đối với cả một quốc gia Vâng, ở đây thì uh, nếu mà chúng ta nhìn kỹ hơn thì chúng ta sẽ nhìn thấy rằng là cấu phần của CPI của Trung Quốc thì uh, cái phần uh, họ họ đã trở thành một cái quốc gia khá là khác so với Việt Nam rồi. Nếu như anh Long còn nhớ, đó là ở Việt Nam ấy, cái chỉ số về thực phẩm, thực phẩm là rất cao, mấy phần trăm. Ba mấy gần 40%. Ừ. Thì Trung Quốc họ đã chỉ còn có 19% thôi. Uh, nhà ở của họ uh, cao hơn của chúng ta, chúng ta đâu đó khoảng ừ. hơn 10%, hơn 10% thì của họ là 23%. À, giao thông thì à, tương ứng khoảng phần à, trăm Như vậy thì chúng ta đều nhìn thấy rằng là họ đang ở cái à, cái mức à, tăng à, gọi là cái nền kinh tế của họ à, phát triển hơn chúng ta, có nghĩa rằng là ít dùng cái thu nhập dành cho ăn uống hơn và để có thể dùng cho các cái việc khác. Ngoài ra thì các cái cấu phần chính của Trung Quốc thì đều vẫn duy trì nền thấp so với năm 2022. Và đây thì à, chúng tôi sẽ đi đến cái phần à, giải pháp Uh, một số các cái giải pháp ở đây thì uh, nếu mà che cái chữ uh, Nhật Bản và Trung Quốc đi thì anh Long có thể thấy rằng là rất là giống với cả chúng ta à. đúng không ạ thứ nhất tích cực nới lỏng chính sách tiền tệ thứ hai tăng mạnh chi tiêu công uh, chúng ta đã có giảm thuế nhưng mà là giảm thuế VAT đúng không anh? Vâng. Và... Ừ. Cái này của họ là giống của mình của à. họ là GST và v... VAT của mình giống nhau. Vâng. À. À. À, ở đây là tập trung đầu tư cho khu vực tư nhân cái này là chúng ta vẫn còn đang chưa này ừ. và thúc đẩy hoạt động của khối doanh nghiệp nhưng mà chúng ta đang tập trung đẩy mạnh cái đầu tư công nhiều hơn ừ. như vậy là chúng ta sẽ nhìn thấy rằng là nếu như là việt nam à, không có những cái um, gọi là tái cấu trúc nền kinh tế một cách tích cực thì chúng ta nhìn thấy rằng là bài học đi trước lần trước chúng ta đã nói rất là nhiều về nhật bản về thập kỷ mất mát rồi và Trung Quốc cũng đang bắt đầu đi vào cái chu kỳ này anh Vâng, thì chúng ta sẽ có độ trễ và... Đâu đó có thể là 10 năm và... Đấy. Cái mà tôi nhìn thấy ở đây đó là những cái hoạt động của khối doanh nghiệp này Chúng ta cũng đang chưa có những cái giải pháp sự sự mạnh mẽ Đấy, Chúng ta đang tập trung nhiều ừ. vào các cái chính sách tiền tệ và nhiều người nói rằng là Nhiều khi nó phản ánh ngay ở trên thị trường chứng khoán Đấy, trong Chúng ta đang có cái có. tích cực miễn lòng chính sách tiền tệ này, ừ. tăng mạnh chi tiêu công này Có một phần uh, chút là giảm thuế Tuy nhiên cái mà tôi nghĩ rằng là cần bền vững là phải xây dựng cho cái khu vực tư nhân và khối doanh nghiệp. Thực ra thì tôi có xem cái sách trắng của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và thực sự là tôi cũng rất là muốn làm cùng anh Long một cái chương trình về cái sức khỏe của doanh nghiệp. Nhưng mà nó có hai điểm đó là cái số liệu của nó thì năm 2022 tại vì cái quá trình thu thập dữ liệu của Bộ Kế hoạch Đầu tư đâu đó nó mất 5 năm. Không biết các bạn có quan tâm đến cái chủ đề này không? góc nhìn của tôi thì nó có thể là khô khan nhưng mà nó rất hay. Nó có thể chia sẻ với các bạn một số con số đó là À, đâu đó khoảng 50% các cái doanh nghiệp ở trên Việt Nam à, à, đăng ký với cả Bộ kế hoạch đầu tư ấy, thì đều không có lãi. Đấy. Đấy những cái con số rất là thú vị để chúng ta có thể nhìn thấy thực sự cái sức mạnh của nền kinh tế nó đang nằm ở đâu. Đúng. À, nhiều khi con số mà không có lãi là bỏ cao thuế nữa, nên <laughs> chúng ta cũng phải tính. <laughs> Đấy. Rồi. Ở đây có một câu hỏi là liệu Trung Quốc có bước vào thập kỷ mất mát à, giống như Nhật Bản hay không Đấy, khi mà đang có dấu hiệu về giảm phát? Đúng. Thế thì câu chuyện đặt ra rằng là chúng ta cũng phải hiểu là nền kinh tế Trung Quốc dù sao vẫn là một quốc gia đang phát triển. Nó khác với nền kinh tế phát triển như Nhật. Mà khi họ gặp vấn đề về bong bóng bất động sản và chứng khoán thì Nhật nó sẽ khó dịch chuyển hơn nhiều. À, nhưng mà cái quy mô lớn của nền kinh tế Trung Quốc cũng sẽ là một cái vấn đề. À, cơ cấu dân số của Trung Quốc à, đang có xu hướng già hóa đi thì tất cả những cái điểm đó với chúng ta với Việt Nam đấy chính là những cái bài học mà chúng ta có thể nhìn đúng không? trong cái chuyện là thay đổi cơ cấu dân số, à, nhìn nhận về các vấn đề thị trường bất động sản, cấu trúc của nền kinh tế và đặc biệt là khối doanh nghiệp và khối doanh nghiệp tư nhân đấy là những cái điểm mà chúng ta có thể nhìn và tính đến câu chuyện là à để tránh những cái vết xe đổ mà các quốc gia gần với chúng ta giống chúng ta đi trước thì chúng ta sẽ phải có những cái giải pháp như thế nào? Ở đây thì một cái bài thì có thể là cái góc nhìn của chúng tôi nó sẽ hơi rộng Các bạn sẽ thấy rằng là Nhật Bản thì tôi và anh Long đã làm rất là nhiều chương trình về Nhật Bản rồi à, Từ thập kỷ 80 à, bùng nổ Sau đó đến những năm 90 là cái gọi là bong bóng bất động sản Và sau đó họ phải làm rất là nhiều thứ Thì đến hiện tại thì cái tốc độ tăng trưởng GDP của Nhật Bản vẫn dưới không à, Trung Quốc đi sau, chúng ta đi sau Trung Quốc khoảng 10 năm Liệu chúng ta có thể nhìn thấy rằng là các cái chính sách tiền tệ và tài khoá nếu mà không được sử dụng một cách hợp lý nó sẽ chỉ đẩy cái nền kinh tế vào một số các cái phân khúc mà nó sẽ tạo ra bong bóng. Và như vậy thì nó sẽ có tác động rất là dài hạn. À, nếu các bạn đồng ý với ý kiến của tôi thì cho tôi phím một còn nếu không đồng ý với ý kiến của tôi thì à, cho tôi phím không được không ạ? Vâng, à, rất là cảm ơn anh Tuấn cùng đội ngũ. Và chúng tôi cũng rất là mong cái góc nhìn từ phía tất cả khán giả của kênh tài chính kinh doanh. Trong câu chuyện là thứ nhất là cái sự hoạt động của nền kinh tế Trung Quốc nó có tác động lớn đến nền kinh tế Việt Nam hay không thì hãy để lại quan điểm của mình bằng cách là comment ở trong clip à, chúng tôi cũng rất là mong muốn các bạn gợi ý thêm các cái chủ đề sắp tới à. mà chúng tôi sẽ thực hiện để làm sao chúng ta có một cái góc nhìn toàn cảnh hơn và nhìn nhận câu chuyện giải pháp và từ đó thì nhìn những cái chính sách ngắn hạn trung hạn và dài hạn của Việt Nam tác động đến chúng ta tác động đến túi tiền của mỗi người như thế nào và xin uh, vui lòng uh, để lại comment chúng tôi cũng sẽ tổng hợp lại tất cả những ý kiến của mọi người và rất là cảm ơn mọi người đã ủng hộ chương trình của chúng tôi hãy nhấn vào nút like hãy đăng ký kênh Tài Chính và Kinh Doanh có thể sử dụng các tính năng như là super thanh rồi uh, nếu như bạn nào đã đăng ký rồi thì uh, YouTube có một cái tính năng đó là có cái nút chuông ừ. mình tích cái nút chuông kích hoạt nút chuông đó thì nó sẽ uh, có cái thông báo mỗi khi mà chương trình uh, kênh Tài Chính Kinh Doanh có chương trình mới và xin hẹn gặp lại các bạn ở chương trình sắp tới. Ba mẹ tích lũy, con vui nhận quà, tham gia tích lũy Topi, nhận ngày một thẻ hội viên đọc sách miễn phí trong 30 ngày trên ứng dụng Waka. Chương trình áp dụng từ ngày mùng 1 tháng 6 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2023. Tải app tham gia ngay. AFA Capital là đơn vị cung cấp các dịch vụ trong lĩnh vực tư vấn, quản lý danh mục đầu tư và quản lý tài sản đối với khách hàng cá nhân, wealth management tầm nhìn của chúng tôi là cung cấp các giải pháp tối ưu cho nhà đầu tư cùng với dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt nhất. AFA Capital luôn cố gắng phát triển các giải pháp và dịch vụ mới để mang giá trị đến với khách hàng. Tìm hiểu thêm thông tin tại afa.edu.vn hoặc hotline 094 238 6611.